cái khi không làm gì có tiền, vợ nó cầm tiền trong đó tiền nó đâu ra con. Đó. Rồi cho nó mượn hôm đó này đi trả ta chưa giúp nữa. Đáp lại thằng. Có nghĩa rằng gì, năm vẫn nói một câu, tất cả tiền con vợ nó cầm hết thì nó tiền ở đâu ra con? Bà con nghe lại câu này. Có nghĩa là những cái vấn đề ở đây là gì, năm kể như là tự khai luôn, quý vị con. Mình đang phân tích trên chính những cái ngôn từ của những nhân vật, của những người trong cuộc. Chứ mình không có áp đặt, không có là cái như là quy chụp cho bất kỳ ai. Đó. Bà con nghe lại câu này. Rồi bây giờ đó là hôm đó cái mò khác mò bọng được cửa máy móc xà lan đó, nó đâu có tiền thì nó hỏi mượn gì tư đó, với con gì tư đó đồ nè, rồi gì năm đồ cho nó mượn gom góp lợi đi mò với lợi đi sửa máy đồ đó. Cái khi không làm gì có tiền, vợ nó cầm tiền trong đó tiền nó đâu ra con? Đấy, vợ nó cầm tiền không, nó tiền ở đâu ra con? Nhưng mà vợ nó cầm tiền tại sao lúc mà khui cái xét là có 13 triệu? Ý của cộng đồng mạng là hỏi vấn đề đó. Vợ nó cầm tiền thì thế thì bây giờ cái nguồn tiền mà vợ nó cầm thì ở đâu? Đó, bà con để ý chi tiết này nè. Để ý chi tiết này, tí nữa có chi tiết là gì, năm suối chị Hà đưa túng 1 tỷ. À, tất cả nó sẽ có thể hiện trong cái clip này. Và tôi sẽ phân tích từng cái chi tiết một để cho bà con thấy rằng cái vấn đề ở đây là gì, năm có mâu thuẫn hay không. Bản thân gì năm khẳng định cái vấn đề ở đây là trong rất nhiều cái đoạn ghi âm, trong rất nhiều cái đoạn clip, gì năm cũng khẳng định Hà là một người giữ tất cả các tài sản đấy. Nhưng mà khi mà khui cái xét ra là có 13 triệu, điều này chúng ta cảm thấy cái điều nó vô lý, rất vô lý. Thế thì vấn đề chẳng lẽ từ trước đến giờ mà chị Hà bán, cả như là chị Hà cả như là mua cái căn nhà đó, rồi chị Hà cả như là đi nhiều cái chuyến hàng như vậy, mà chẳng lẽ khi chị Hà chết trong tay chị Hà chỉ có được 13 triệu thôi quý bà con, thấy không? Bản thân dì Nam cũng khẳng định tất cả tiền con Hà nắm hết thì nó có tiền ở đâu ra con? Có nghĩa tiền chị Hà nắm hết rồi, bây giờ Tuấn là không có tiền đó. Nhưng mà đùng một cái là Tuấn hô một cái như là tao có 10 tỷ, tao bỏ 5 tỷ tao chơi với mày, và tao vẫn còn tiền vàng kia, tao đưa cho mày thấy thì mày vô mày hốt đi thì sao? Đó. Rồi cho nó mượn hôm đó này đi trả ta chưa giúp nữa. Đó. Là con nói đi, dầu ở dưới mà gì đâu có nói trả cái gì nữa, cho lên đây mà giá mặt cái gì nè. Trời ơi, mình đừng lớn mà ăn chắc mặt vậy mà nó có nói nhắc nó láo chi vậy? Dạ thật, con nói là cái gì là trong cái lời nói của dì ấy, cái lời nói của anh Tuấn ấy, có nhiều khi nó không được trùng khớp với nhau, nó mâu thuẫn. Dì đúng thì nói, rồi. Dì thì nói rằng là đúng rồi, nói vậy là phải rồi, tại vì ngượng nơi ngượng ngã đâu, không có ai dắt mặt với ai chứ, nó hiểu không? Đây là một cái vấn đề chúng ta cũng phải cần cái như là suy nghĩ lại lời của dì Nam. Chị Nam bảo rằng cái như là một người một nơi, một người một ngã, đâu có giáp mặt lại đâu mà nói nó trùng khớp. Cái điều này không phải, cái điều này không phải, hoàn toàn không phải. Và nếu như cơ quan chức năng người ta điều tra đó, thì người ta cũng là điều tra mỗi ông mỗi phòng, chứ không phải là gộp chung lại mà hỏi một lần. Đúng không vậy? Ông A ở một phòng, ông B ở một phòng, ông C ở một phòng, rồi đối chiếu ba lời khai của ba ông này, có cái nào trùng, có cái nào bất hợp lý, có cái nào không trùng, nhất là cái khoảng thời gian và trình tự cái công việc xảy ra đó, và những cái chi tiết nó quan trọng liên quan trong cái vấn đề. Thì chúng ta bảo, chúng ta nghe dì Nam bảo rằng một câu đó, thì lúc đấy mỗi người mỗi nơi, có ai gặp nhau đâu mà nó có một sự thống nhất. Ủa tại sao một cái câu chuyện nó đã là một cái câu chuyện có thật, thì bây giờ mình có ngồi ở chỗ nào, mình có ở bất kỳ chỗ mô đi chăng nữa, thì nó cũng phải là một cái câu trả lời, nó có một cái sự thống nhất, đúng không? Làm gì có cái chuyện mà cái như là một cái câu chuyện, một câu chuyện liên quan, giống như là hôm nay cái như là xảy ra cái trường hợp này, thì giống như bây giờ mình là người trong nhà thì mình cũng đi báo lại cái vấn đề đó chứ. Thì hôm nay tôi nghe chỗ thằng Tuấn nó nói là xảy ra cái chuyện này, thì người kia cũng vậy, đúng quý bà con. Làm thì có cái chuyện mà cái như là một cái câu chuyện mà mỗi người làm mỗi vẻ. Đây đâu phải là Thi Kiều Thi Văn mà mỗi người một vẻ, mà 10 phân quẹn 10. Đây riêng cái câu chuyện của là dì Năm và Tuấn Xà Lan,
mỗi người một vế là nó ra banh chành cho tới ngày hôm nay chúng ta đã phải là cái tìm hiểu à, chứ đừng có nghĩ là mình là kiều là văn rồi mỗi người một vế là 10 phân vẹn 10 là chết nhân gì năm đấy. Bạn nói tại sao bây giờ cái vấn đề ở đây là có ai ngồi chung với nhau đâu mà biết. Ủa không ngồi chung với nhau mà tại sao cái sự thật? Sự thật thì ở chỗ nào nó cũng là sự thật chứ. Chứ hồi giờ Việt Nam có thấy mà cái cơ quan chức năng mà cái máy cái anh mà anh điều tra đó có bao giờ mà anh dùng cái như là những cái người trong cái diện tình nghi mà chung cho một cái phòng rồi anh hỏi một lần không? Khó lắm, không có. Có nghĩa là mỗi anh mỗi phòng đó là bắt đầu là cái như là hỏi cung đó, rồi khai ra ký vô đó, rồi ra đối chiếu lời khai, rồi ai đúng cái gì ai khai cái chi, tất cả đối chiếu chỉ cần một cái điểm nó mâu thuẫn à, khi trong cái biên bản tường trình đó chúng tôi gồm có à, rồi bắt đầu ông A ông B ông C đó gọi ông A ông B xô vô đấy, mỗi ông mỗi phòng đấy, rồi bắt đầu ông A là ông khác điều tra, ông B ông khác điều tra, ông C ông khác điều tra, bắt đầu vô đó bắt đầu hỏi đó tình hình công việc xảy ra như thế nào đấy, thì ông A ông trả lời, rồi ông B trả lời, ông C trả lời, bắt đầu ra đối chiếu ba lời khai khác nhau chỗ điểm này, gom ba ông lại họ giật cái bàn cái rầm. Tại sao ba ông cùng chứng kiến sự việc mà bây giờ một ông nói một đường là sao, đúng không? Làm cho các cái chuyện mà nó mà theo cái lời của dì Năm nói chúng ta cảm thấy nó không có phù hợp. Một cái con gà thì ở chỗ nào chúng ta vẫn nhìn nó là cái con gà, chứ không thể mà bây giờ dì Năm nó không, cái con gà ở tôi ấy là nó phải có sừng, còn con gà ở ông lang thang Sài Gòn nó không có sừng, đúng không? Làm các chuyện đó quý vị, đã là một sự thật. Một sự thật nó muôn đời vẫn là sự thật. Lời khai nó chuẩn chỉ cũng liên quan đến là cái sự thật. Đấy. Mà dì Năm lý do gì, dì Năm bảo rằng cái nhân do mỗi người một nơi, mỗi người một nơi chưa có ngồi lại với nhau cho nên lời khai nó chênh lệch, làm chỉ có cái điều đó xảy ra, đúng không? Chuyện của ai nó bằng công chuyện xà lan không mà bằng không có thiệt đâu, có ai mà chát mặt ngầu ai mà chơi đâu con. Có hợp mà chạy trăm ngày đó là bung nhau đi xuống tại trên lưu tích tới chú mới rồi không có ai dám tới hết trơn đó. Giờ mình thì không có giấy tờ, mình đi xuống mình sợ người ta bắn chữ mình nữa, thôi không có xuống để tới 100 ngày là có giấy bên pháp y giờ giờ mới dám xuống đưa ra đó. Dì Năm giải thích cho cái vấn đề vì sao mà mình không xuống để mà thăm hỏi gia đình chị Hà và nhất là hai đứa con của chị Hà, đó là do chưa có giấy. Chưa có giấy nên xuống sợ người ta mắng chửi à, cho nên là chờ có giấy rồi mới xuống. Thì tôi thôi quý bà con, cái ngày mà 100 ngày đó rồi dì Năm xuống rồi có ai mắng chửi dì Năm hay không? Cái ngày mà chị Hà cả như đem đi chôn đó, ngày đó rồi dì Năm xuống rồi có ai mắng chửi dì Năm hay không? Túng về có ai mắng chửi Túng hay không? Có nghĩa là họ liên tục đưa ra có những cái lý do. Nói chung là cái gì là cũng phải có cái lý do quý vị à, tôi không xuống là do tôi có lý do thế này thế nọ thế kia à, đây là một trong à, người ta nói thật sự ra người ta muốn mà cái như là tự giác làm một cái việc đó là người ta tự nguyện à, còn những vấn đề người ta không có cái tinh thần tự nguyện không tự giác là người ta cỡ như liên tục đưa ra một cái lý do đó, để mà thoái thác cái vấn đề đó. Và trong cái trường hợp này cũng vậy đó, anh em hỏi là gì Năm như thế này thế nọ kia nó bây giờ cái như chưa có giấy cho chưa dám xuống sợ người ta chửi. Mà tôi nói thật sự bây giờ đó, bây giờ có giấy rồi tại sao cũng là không có cái vấn đề gọi là à, chăm sóc hay là động viên an ủi cái con bé, mà lại là lên mạng thì mạnh cô chửi, mạnh bà cũng chửi, đúng không? Và ra tới nông dân cũng chữ, có nghĩa là trong suốt khoảng thời gian vừa qua là Bê Linh là cái như là bị áp lực tứ phía đấy, từ cái như là bà Năm cũng chữ, từ bà cô ruột cũng chữ, mà thành nông dân và thành Phạm Nam nó cũng tránh tha con bé này. Tôi nói với bà con Bê Linh nó đâu có tội, đúng không? Bê Linh nó không có bất kỳ một cái tội gì à, cái tội ở đây là do nó thật sự quý vị nó quá thật thà đấy, mà để cho những người này đó mà muốn nói gì thì nói đó, cho Bê Linh nó tránh có cái tội ở trên. Mình lớn rồi, giả sử mình lớn mình lên mình phát ngôn một cái gì đó mà liên quan đến những đứa trẻ, mà nhất là trong cái sự vụ của Bê Linh, nó là một trong những đứa trẻ đang bị tổn thương về tâm lý rất trầm trọng đó, thì mình cũng phải biết lựa lời chứ.
con người sống với nhau là do cái tình, cái nghĩa, chứ không phải sống với nhau mà cái đi khoe khoang là mình lắm tiền nhiều của. Sống với nhau là cái tình, cái nghĩa. Và cái giai đoạn này, thời khắc này, Bé Linh đang rất cần cái tình, cái nghĩa đó mới gọi là tình thân, đúng không vậy? Nhưng đằng này cái tình thân của họ không biết là họ đang bảo vệ một cái gì, mà họ đề một cái con nhỏ ra, bắt đầu là người này chỉ chiết người kia, kể như là chửi mắng. Đây là một trong những cái thì tôi thấy rằng cái hành vi của họ đối với Bé Linh là nó đã không phù hợp. Có vấn đề gì cho con hỏi một chút là chị đã nhìn thấy cái hình ảnh mà gia đình chị Hà đã chụp mà lúc mà đưa chị Hà lên chưa? Hả? Chị có nhìn thấy cái ảnh mà gia đình chị Hà đã chia sẻ trong cái lễ 100 ngày chưa? Và bên của ai đưa lên? Dạ, của gia đình chị Hà đưa lên, có nghĩa rằng là như theo những hình ảnh mà con nhìn thấy ấy, là phía sau lưng của chị Hà gần cái sát cái bên hông ấy là cái vết bầm nó rất là rõ. Đồng ý là bây giờ để con về năm nó đi thẳng cho con nghe con khẳng định với mày nó. Tại sao mà có nhất tạm thần xa chạm hàm vậy mà sao ông kêu lính bắt cảnh tấn vô tù đây? Không? Dạ. Sao như vậy mà đem cái xác về để cần tấn ra ngoài được? Và không có cái gì mà thấy giấy người ta, ta mới cho cái xác mình đem về trong. Tại vì rằng là con theo dõi cái chuyện này trên mạng xã hội và con theo thấy những cái diễn biến sự việc có xảy ra nó không được bình thường cho lắm. Với rằng so sánh với những lời nói của dì Năm, so sánh với những lời nói của anh Tuấn, so sánh với lời nói của dì Mười là nó không có một cái sự đồng thuận với nhau. Mỗi người nó một kiểu, mỗi người nó một kiểu. Thành ra là cái sự nghi ngờ nó lại càng tăng thêm. Đấy, và đặc biệt rằng là cứ một lần nói lên lại là một lần có vấn đề. Đấy, như vừa rồi thì chị Tuyền chị nói lên cũng có vấn đề luôn. Và dì Năm lại, anh Tuấn anh nói trong cái vấn đề kết sắt thế thôi. Anh Tuấn thì nói là trục kết sắt ra để lấy giấy tờ báo cho công an. Như dì Năm thì lại nói rằng là lấy giấy tờ để mà chỉnh giấy tờ để mà lên hàng, thì đấy nó có hai cái là đã có sự mâu thuẫn. Cái như là nó bán công an hay là giấy tờ lên kho khám thì nó cũng chống nhau rồi con. Bà có thấy không? Bà Năm bây giờ bà đang mang tính chất rằng bà đang đổ đầm. Báo công an hay là lấy giấy tờ lên kho khám là cũng giống nhau hay con? Khác nhau hoàn toàn. Khác nhau hoàn toàn. Đó. Có nghĩa rằng lên kho khám á, lên kho cám là lúc mà cái như là xong việc của chị Hà rồi anh mới là đi khai thác lại cái xà lan. Nhưng đằng này nói thật sự cái việc của chị Hà chưa xong mà anh đã cưa cái cassette rồi. Thế thì anh lấy giấy tờ anh báo cho ai? À, anh lấy giấy tờ anh báo cho ai? Mà chính dì Năm bữa trước dì Năm nói nghe quý vị, dì Năm nói là nó lấy giấy tờ nó trình cán vụ, à, nó mới lấy được hàng. Cái điều đó nó vô lý. Thì bây giờ dì Năm lại đổ đồng một cái là lấy giấy tờ bây giờ trình cán vụ hay là trình công an cũng như nhau. Nhưng mà tôi nói nó khác nhau chứ không phải như nhau. Anh trình công an là lúc xảy ra cái sự việc trên xà lan liên quan đến cái sự mà ra đi của chị Hà. Còn anh trình cán vụ là lúc anh đưa cái xà lan vận hành khai thác. Giữa hai cái đó khác nhau hoàn toàn. À, không giống nhau nha. Giữa cái này không giống nhau nha quý vị. Chứ không phải là cái như là nó giống nhau đâu nha dì Năm. À, khi anh tới cảng anh muốn là cái xà lan anh vô đấy để mà lấy hàng lấy đồ đấy, anh phải trình cảng vụ cái cuộc đó. Còn cái chuyện mà Tuấn bảo rằng đó là lấy cái giấy tờ để trình công an, thì tôi hỏi quý bà con, trình công an thì liên quan đến cái sự việc của chị Hà, lúc đấy là xà lan chưa vận hành. Thế Tuấn trình cảng vụ trình cho ai? Tuấn đi đâu vô cảng mà tính trùng trình cảng vụ, đúng không? Thời điểm đó xà lan Tuấn chưa vận hành, Tuấn chưa cả như đưa xà lan khai thác. Thế thì Tuấn lấy giấy tờ để làm chi? Tuấn lấy giấy tờ đã làm chi? Mà bây giờ cũng chính dì Năm khẳng định với chúng ta, Tuấn lấy giấy tờ để trình cán vụ. Bây giờ dì Năm bảo rằng một câu, bây giờ nó lấy giấy tờ nó trình công an hay trình cán vụ vì như nhau hả con? Cái này không thể nào như nhau được. Đây là một trong những cái mà tôi thấy rằng kể như là dì Năm là có một cái sự mà trả lời nó cái như là trước sau nó không có một cái sự đồng nhất. Riêng cái đó là chúng ta phải đặt một câu hỏi. Vì sao dì Năm nói thẳng với kênh nông dân đó là cái như là lấy giấy tờ trình cán vụ, bây giờ qua bên đây đó thì dì Năm nói bảo rằng lấy giấy tờ bây giờ trình cán vụ hay trình công an gì như nhau? Sao là như nhau được? Hai thời điểm khác nhau hoàn toàn. Nếu như anh lấy giấy tờ anh trình cản vụ thì anh không nôn nóng, anh không vội vàng mà anh cưa cái sách, anh không thông báo gia đình chị Hà, đúng không?
Còn giả sử như anh trình công an hay như thế nào nữa thì nó nằm trong cái khoảng thời gian, có nghĩa là lúc mà chưa tìm chị Hà lên, anh đi báo công an để người ta ra xác minh cái sự việc của chị Hà, chứ không thể mà gọi là cái như là như nhau được. Đó. Tại vì giấy tờ của Hà nó